phu quân ơi, mỗi khi nhắc đến con thơ đang lạc loài đất khách bờ giờ. 12 năm qua là cả chuỗi ngày buồn thảm u uế, lễ sầu gian ruột tay tề. Nếu không chiến tranh thì con ta đâu thất lạc, nếu không chiến tranh thì gia đạo yên lành, tang thương số phận trời dành. Nay nước nhà thịnh vượng an vui, nhưng không tìm được con ta, giàu sang mà chỉ có đứng khôn ngồi, ôi đau xót bồi hồi. Phu nhân ơi, gác sầu vẫn còn hy vọng, vì công chúa sao giống tàn con ta. Phu quân nói thế có nghĩa là sao? Phu nhân, giữa trào khi tấn phong, người mới xin chào văn gió. Nhìn qua công nương kia, dấu xưa trong lòng bàn tay, ghi ấn son nào phai, và thêm sao ngón thường xót. Ta vốn sang tâm thân nào ai, 15 năm theo thời gian, nhưng nhan có mong nhân nhìn những câu thầm tình. Tưởng rằng như mơ, phụ quân ơi, gặp lại con thơ sao chẳng đem nó đến đây để cho gia đình sưng hộp, cho thuyền xưa quay về bên cổ, cho thiếp khỏi tư lương u ru đời mong chờ. Sao phu quân vẫn đi quang lặng lẽ thờ, hay chàng lỗ sợ trên thánh hoàng bắt tội phạm thượng dây dương triều và mang lỗi tan thân sư. Trời ơi, xa tuổi thơ mười mấy năm dư, có ai hiểu cho tôi tâm tư buồn theo anh. Thà vĩnh biệt muôn thu còn hơn ngàn năm sầu ấy bắt đắc tội với phu quân, tiếp cận tàn mặt con mình. Cha ơi cha, con đã tận thương đầu thương chị hiền nổi trôi, cha làm sao cho đoàn tụ gia đình, con mong nhớ một thâm tình. Nghe mấy lời con thơ có công, cha xót xa tim ruột bành gan, đấng sanh thành ai công chưa chan, vô cớ sao chẳng cho trung quan. Công chúa Lưu Minh Châu lại nữ quan thừa tướng, không bằng cớ nhìn con sẽ phạm thượng quân hoàng. Chị ơi, muôn đời em chỉ chẳng trùng quan, dầu có tiên quan thang tâm đau giường ai xe. Trương thêm cũng hỡi con, hãy về bên với mẹ, ấp ủ một thâm tình con trẻ đã lìa xa. U nhân hãy bình tâm nghe ta nói, Lưu Minh Châu được phong là công chúa,
nhà. Du khắp dinh phủ các quan, hàng phu nhân nhất phẩm trang hoàng, bài trà nước cung nghinh tiếp đón. Lúc đó thì nàng hải để tâm nhìn trong ký xem bàn tay công chúa. Bàn tay công chúa? Phải. Lòng ta nghĩ con thơ lạc loài bao ngày, ai khiến xui khi tương phùng nói không nên lời. Với gió trời ta nén thầm quốc ngàn chim triều lặng thinh. Lòng sầu xuyên nhớ mong châu rơi giọt tràn, ai yêu cho nuôi lòng tự thương mình còn. Phải đi trấn an miền biên thùy, thời gian ngắn quay về tương quan. Phu quân chàng lại xa đi à? Phải, trên thánh hoàng chỉ dụ ta phải đi ngay. Phu nhân người cách xa rồi cuối chân trời, em nhớ mong anh lệ lòng trao dâng trong chờ anh mãi. Hãy mau về đoàn viên, phu nhân ơi nước lệ trong mong ơi nếu ra biên thì canh tàn nhớ thương. Phu nhân ơi trên nẻo đường sương gió đến biên cương, ta thấy vẫn dương người đang cô lè. Hãy cùng con sớm hôm thọ tẻ cho trẻ niềm vui bên tình mẹ nhân từ. Dòng lệ quen đi cũng phải gương cười, xóa bỏ cảnh tang điền thương hại. Tại số phận trời dành cành gái cội sầu con, nhưng hạnh diện mừng nó vinh hiển chốn cung sơn. Dù đau khổ héo hôn vẫn bền lòng chặt già, trơ tuế nguyệt phong sương dưỡng tròn vàng đã chờ đợi bóng trình nhân từ quan ái quay về. Tiếp trọn tôi từng dằn già ủ ê sầu đau suốt tay tê vẫn trọn bề. Nhưng sao tiếp linh cảm bảo giống đang trùng tu, tâm ngài thắng nhân từ trời sẽ rú lòng thương. Phu nhân. Thưa tướng công, trong điện nội chắc có điều nỗi sự khiến tướng công lộ vẻ bi quan. Phu nhân ơi, gia đình ta đã gặp chuyện không may, không thể vượt qua cảnh khó khăn này. Có chuyện chi xin tướng công nên bàn tỏ. Vua lưu cầu vừa sai sứ sàng đầy dùng chiếc màu thử chi dây nước chúng ta. Chiếc ấy thế nào tướng công hãy nói ra, có quan hệ gì tới lưu phủ của ta? Xin tướng công bình tĩnh có bài xem tiếp có giúp gì để giải hòa hay chăng. Dương sư mang sang 100 loại ngọc cho nước ta thiếu áo cẩm bào, nếu chuyện không thành thì nước ta phải đành cam xưng tiểu quốc và hàng năm phải tấn công cho ngoại bang. Tưởng chuyện chi khiến cho tướng công phải lo ngại, chứ việc xuyên ngọc thành y thì có khó khăn gì? Nhưng đây là ngọc vô khí vô lưu, cả tam cung lục viện còn bỏ tay từ khước, và thánh hoàng giáo cho lưu phủ đảm đang. Này phu nhân hãy xem, liệu có tài gì giúp được nước non không? Thì đại quá rồi, ngọc này tiếp xem rất lạ,
chứ tôi biết cách nào để cướp thành y. Lão đã bảo mà, ngọc vô khiêu vô liêu thì có kim chỉ nào kết dính. À, Tiến Công ơi, nhưng ta còn có cả chính nàng dâu, nhất là nàng dâu cả, chẳng những giỏi tài cầm kỳ thư họa mà thư thừa kiếm chỉ giá mai cũng đứng vào bậc nhất. Để tiếp gọi đến đây xem có giúp được chuyện này không. Quân hầu đâu? Dạ. Hãy đòi các nàng dâu trong lưu phủ tới đi ngay nha. Phu nhân ơi, chắc cũng bỏ tay thôi. Dạ, được lĩnh đài, chúng con đồng phục lĩnh. Các con hãy đứng lên. Dạ, chúng con chờ nghe lời mẹ dạy. Các con ơi, trên hoàng thượng đã ban ân cho họ Lữ Thuật Phúc cho trăm loại ngọc nhiều màu sắc, để cho ta xuyên ngọc thành y, nếu công việc ấy hoàn thành thì sẽ được thưởng ban 100 nén vàng đó con ơi. Còn chuyện chi lớn lao là quan trọng, chứ việc thiếu thùa thì dễ như chơi. Trừ khi đổi đá giá trời, chứ nghề này á là của con. Người xưa còn đang được áo hồn tư, con sẽ làm đẹp lòng thân. Tốt lắm, tốt lắm. Cha tin tưởng tài năng của các con. Dạ, xin mẹ cha hãy vào an nghỉ, công việc này đã có con lo. Nhớ nghe con. Mời phu quân. Vậy là ta sẽ được hưởng 100 lượng vàng. Ôi, 100 lượng vàng. Thiếm chính, thiếm hãy mang kim chỉ ra đây. Dạ. Thiếm chính, xỏ chỉ. Dạ. Ồ, đẹp quá, mảng bào đẹp quá. Dùng tới đục tới khoan chứ chẳng lẽ bó tay sao? Thế mình khuấy hồ mà dán lại. Nếu dễ dàng như thế thì họ đưa ra thử thách đi làm gì? Ta đã có cách. Cách gì đây tổ? Trả lại mẹ cha thế là xong. Trả lại mẹ cha chứ kết không được giữa đây để làm gì? Sao đệ tổ nói với mẹ cha đây là chuyện dễ dàng như trở bàn tay mà. Gì? Vì ta tưởng đâu là dễ ăn, ngờ đâu là khó nuốt. Hãy cùng ta đem vô giao cho mẹ. Sao? Kết quả thế nào hả con dâu cưng tài ba của cha mẹ? Xong chưa con? Dạ. Sao thế nào con? Dạ thưa. Dạ trình cha mẹ, ngọc không khí luôn chỉ xỏ kim, đại tẩu đã cố tìm phương kế. Nhưng thế nào có kết được không con? Con dạ.
Con kết được không con? Dạ thưa mẹ. Nói đi con. Dạ. Ngọc không biên không khiếu thì làm sao kết được thành y? Quả chăng chỉ có trời Phật thánh thần mới làm nên việc đó. Trời ơi. Mẹ, chỉ là đại quả đã đến trên nhà hóa lưu rồi. Cao xanh ơi, gieo tai ương cho dòng họ lưu. Thì là lưu dân phải cầm chén quà xót xa. Khi giữa chốn tiều ca đình truyền ta vương hoàng nào tha. Phố quân ơi, chàng nơi biển quan thấu chẳng gian im buồn ta. Ta chết chung cho con chứ chung lòng nào sống chia ly. Tạm biệt gia đình. Mẹ, cha. Kìa, Lưu Minh Châu con. Cha mẹ, con xin cha mẹ chớ nên tuyệt vọng, cho con khờ được xem rõ Ngọc Châu. Biết đâu con sẽ có kế màu giúp Lưu Phủ làm tròn sứ mạng. Ôi Lưu Minh Châu con ơi, đại tẩu của con là người vãn toàn, cống dung ngôn hạnh, chuyện tư thừa bậc nhất chẳng thua ai. Vậy mà còn phải chịu khoanh tay, con gái của mẹ có tài chi mà đòi xem ngọc. Minh Châu ơi, con còn nhỏ hãy lo ăn học, việc lớn lao này á thôi con chớ có xen vô. Thưa cha, cha đã cho con theo học hành từ lúc còn thơ, biết đâu đây là lúc đem sở học ra ứng dụng. Hiện nhà ta đang gặp cơn nguy khốn, con xin cha mẹ cho con được góp công lao. Nghe cha mẹ. Thôi được, cha cũng chiều con. Phu nhân. Dạ. Hãy cho Lưu Minh Châu được tận mắt nhìn xem ngọc. Lưu Minh Châu, con hãy nhìn đây. Thưa cha mẹ, đây là cẩm bào của nữ vương Nguy Cầu. Cha mẹ, ngọc này phải đính vào cẩm bào mới đẹp. Lưu Minh Châu, tại sao con biết được? Tại sao con biết? Thưa cha mẹ, Minh Châu đã được thầy truyền ra. Nào tiếng thơ trẻ yên lòng mà tam hoàng ngũ đế con suốt trong đời con chẳng bao giờ quên. Đây là ma chi đi chân diệu thành ý ngài đã thi cho dịp này. Nhìn đường yên tâm đừng sâu đi trẻ lo tròn, tin rằng thiên tử vui lòng nhà ta từ đây hiến dâng muôn đời. Minh Châu, sao con lại biết rằng như vậy? Thưa cha, cũng chính là bài học từ trang sách cho thầy con giảng. Toàn bộ bá lập Minh Châu bửu ngọc này gồm có 100 viên, biến ra trăm sắc, thiếu một viên hoặc kết sai á thì ngọc sẽ ly mà màu sắc sẽ tối tăm đó cha mẹ. Cô Út hay quá, cô Út thông minh quá. Ôi con gái của tôi giỏi thật ông à. Thật là con gái của cha học đâu nhớ đó, thật là chẳng uống công đèn sách. Cha có lời khen trí nhớ của Minh Châu. Thưa cha mẹ, nay con khờ có thỉnh nguyện này. Con muốn điều gì cứ thành thật tỏ cưng, cha mẹ không từ chối con cưng chớ ngại ngùng. Xin cha mẹ cho con được xuyên áo. Con ơi, cái chuyện này nó rất là khó khăn. Xin mẹ cha cho con thử một lần xem, mai ra tạo được tiếng tâm cho cả nhà. Chú tấm lòng thảo ngay của con trẻ, cha phải đành chấp nhận mà thôi. Con đội ơn cha mẹ, con xin cha mẹ vào trong an nghỉ để cho con lo việc xiên áo cho xong. Con cố gắng hoàn thành, có các chị ở đây cùng con phụ việc. Mẹ,
Mẹ ơi, mẹ gọi các chị vào nghỉ ngơi cho khỏe đi. Con ở đây với Hồng Tẩu đủ rồi. À, thôi cũng mẹ. Được. Con hãy ở lại để giúp em con. Dạ. Còn con theo mẹ cha vào nghỉ nha. Ráng lên nha con. Dạ. Hồng Tẩu ơi, chuyện chi đó cô? Xin chị giúp em dọn bàn hương án để cho em khấn nguyện hoàng thiên. Đúng là con vàng con ngọc, con gái cưng của mẹ mà. Con đã cứu nguyên cho non nước và làm rạng rỡ họ Lương. Có đứa con gái thế này thì ai dám bảo nhất nam nhất hữu, thập nữ nhất vô. Ha 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 ha.
yên lễ, cảnh tế hay bình thân. Đa tạ thân uy, dương sư nhập trào. Dương sư lưu cầu, bái mừng thánh chúa, chúc minh triều bền vững thiên thu. Trẫm miễn lễ, sứ quan hay bình thân. Đà muôn thâu đã định ngày vào ức, chẳng hay ao quy đã xong chưa? Lưu thừa tướng, canh lãnh lĩnh chọn người suy ngọc, công việc ra sao, mạo kha tâu bài. Tâu cùng thánh quân nghĩ vua tiền phan, Ngọc Thành đi đêm đến nơi chim cào dâng hiến cho lưu cầu. Ta cùng thanh tây đang ngắm trọng thanh vào trào đình, đâu nào châu bên thành nhi dâng lên mừng. Duyên sứ người đang mong chờ, xin kính dân kim thường. Kỳ tranh chi bảo, nhân gian đệ nhất vô sông. Sư quan, áo đã kết xong, mời sư quan xem lại. Nội giám, dạ. Chào cho dương sư. Sáu thủ tình di thánh, kỳ quan hảo sắc thần. Hết kỳ dạ muôn tâu, đi chẳng phải là người trần, xuyên ngọc là tiên thánh đi mà. Ở đây không có ai là tiên là thánh. Ngày đừng mê lương quang đường, mai giá thiêu thùa là việc nữ công. Nói thẳng ra là chuyện của đàn bà. Nhưng đây là ngọc đặc biệt vô thiếu vô liêu, đâu phải ngọc đường, chỉ có tiên mới có thể kết thành. Chớ người cần đành phải bó tay thôi. Người hãy biết chuyện đó không quan hệ, chỉ biết là áo chi đã kết xong rồi. Như vậy là thắng bại phân định rõ ràng, và sứ như cầu phải tấn công hàng năm. Muôn tâu, theo lời quy ước, hai nước đã cam kết với nhau rằng ai thua phải chịu chịu cống hàng năm. Sứ tôi không dám nói hai lời, nhưng xin cho sứ tôi đi trước mặt của bậc đại nhân đáng gọi thiên tài. Dù đó là ai, cô gái quê nghèo hay các nàng mệnh phụ phương người, để vua tôi thưởng ban trọng hậu cho người và kết nên áo lộc. Đây chỉ là chuyện nhỏ, có đáng gì vương sứ phải quan tâm. Chẳng cần thuyền chi đến hàng mãn phủ triều đình, việc nhỏ này do đám trẻ làm nên. Con nít Minh Ban đã kết được áo này, xin ngài chớ đùa, tôi không dám tin đâu. Tôi nói bằng sự thật, vậy thì cho phép sứ tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của bậc thiên tài ấy. Tâu bệ hạ, cho phép lão thần đưa kẻ phiêu áo ngọc đến đây. Được, nhưng hiền thánh nên cẩn thận. Muôn tâu thần chẳng dám ngoan ngôn. Lưu Minh Châu, ra lễ bay đi con. Dạ, thần xuyên ngọc thành y, lễ bái tạ quân vương và quốc mẫu. Hả? Cháu xuyên ngọc thành y à? Thừa tướng, đứa bé này là ai? Dạ là con gái út của hạ thần, tên gọi Lưu Minh Châu, 15 tuổi. Ồ, thật phi phàm, cả tam cung lục viện trải dài, đứa bé 15 tuổi mà làm nên việc lớn. Lưu Minh Châu, cháu hãy lễ chào dương sư. Dạ, dân thánh hoàng sắc tướng lễ kính chào dương sứ Lưu Cầu.
Minh Quốc Đại Châu tiểu tử cung nghinh lễ bái. Thưa ngài, vô tiểu tử bất thành đại, xin ngài gẫm lại ngài lớn bao giờ. Dương sư yêu cầu tôi đến điên rồng diện kiến nhân tài ngọc xuyên đất y, nhưng cơ sao ngài thật tâm bất thường, buồn là nghe chỗ tai kinh thường chiều. Sự tôi thấp lòng là muốn biết người xuyên ngọc đất thành y, thấp cao sáng hèn lời chúng minh chào người đại tài. Có thể nào cho dương sứ hỏi thêm một câu nữa không? Xin ngài cứ hỏi. Tại sao trên ao quy không có địa danh của kẻ đã tạo nên? Ngài tuổi cao nên mắt không còn tinh. Ê, đừng nói bậy, mắt tôi vẫn sáng rực, tuổi trẻ thơ chưa chắc bằng, chẳng kém mắt thần. Nếu đôi mắt vẫn còn tinh anh thì đầu óc của sứ quan đã tối tăm thường nên không nhìn xa. Trên áo ngọc có ghi rõ tên họ của kẻ đã cứ thành, ngài còn thắc mắc gì? Chữ nghĩa đâu sao sứ tôi không thấy? Xin sứ quan cứ nhìn quanh bao áo. Đây rồi, cả một bài thơ là đâu là lừa ngữ cũng thừa tạo bửu y, minh dương hồng phúc trở tây kỳ, châu ngọc xuyên thông tư thánh đức, tạo thành bửu vật viên đơn trì. Bài thơ tứ cứ như muôn ngàn bài thơ khác, có gì đặc biệt đâu. Sư tôi muốn biết danh tánh người tạo bửu y kia kìa cháu bé gái ơi. Nếu sứ quan chẳng suy ra thì cháu mách dùm cho. Nhất cú chiết nhất tử sẽ tìm ra tính danh. Vậy sao? Nhất cú chiết nhất tử. Được. Lưu nữ cũng thừa tạo bổ y. Lấy chữ lưu. Minh dương hồng phúc trở tây kỳ. Lấy chữ minh. Châu ngọc xuyên thông tư thanh đức. Lấy chữ châu. Tạo thành bổ vật thiên đơn trì. Lấy chữ tạo. Thì ra có tên là Lưu Minh Châu đây rồi. Đúng lắm, sứ quan rất là thông minh quá. Cháu mới dài rồi đã biết liền à. Con nít nó chê mình đang học trò của nó. Thưa cô cháu bé họ Lưu, chẳng hay phẩm hạnh hoàng tôn dương tử, thường dân hay cực phẩm triều đình? Dạ, ngài hỏi thân thế cháu thì cháu xin trả lời đây. Nghe đi mừng nha. Tử hoành tam tả ma hữu dực, mạc mộc phùng hiệp đắc kỳ thân. Nè, còn hai cô nữa, ngài nghe đây nha. Giữ lưu cầu hưởng đẳng dân nhân, chiếc tử giả nghiêm thần chi tứ. Sư tôi muốn hỏi qua nhìn thân của cô kia. Thì đó, dương sứ là thượng đẳng văn nhân, chiết tử giả nghiêm thân chi tước. Bé tí xíu thì làm sao hơn được văn hào. Chữ tử thêm ba ngang, bên trai có lông, bên mặt có cách, là chữ thừa. Chữ mộc gặp chữ hiệp là chữ tướng. Vậy đây là tiểu thơ con quan thừa tướng đây rồi. Hay lắm, khá lắm. Sứ quan học giỏi lắm, điều gì cũng biết hết, chữ gì cũng giải được. Ta là bác học thanh nho, đệ nhất văn nhân Lưu Cầu Quốc. Tiểu thơ năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi? Dạ, nhất thiếp ngũ giả đắc nguyệt nhiên, phùng tẩu tứ giả hành nguyệt khuyết. Rồi, chơi chữ nữa rồi. Ngày thiếu ba trăng tròn, bạc thiếu bốn trăng khuyết. Trăng tròn
ngày rằm 15. À, nói vậy tiểu thơ năm nay 15 tuổi đúng không? Dạ, đúng. Với ai chơi vườn sứ lưu cầu này thì toán số khí vận thời tinh thông chẳng ai sanh kịp đầu. Cả ông trời mấy tuổi còn biết được, huống hồ chi mấy cái chuyện con này cô bé ơi. Dám xin hỏi sứ quan. Cứ hỏi. Tiền mi hà mau nể vấn ngu đáp ngữ. Tiền mi hà mau. Mụ nội tôi nói tôi không được. Trời. Trước mắt lông mày bao nhiêu sợi, dài ngắn làm sao biết được. Ôi chú cha. Hồi xưa thần đồng hỏi Khổng Tử còn phải chịu thua, huống hồ gì tôi. Thờ nữ sức thần đồng, sư tôi xin nhường khâm phục. Khâm phục. Thôi thôi, cuộc đấu trí thử tài đã kết thúc. Kể từ nay lưỡng quốc gia hòa. Tuổi trẻ của Minh Bang hiếu học tài hoa, tôi về báo lại với chúa tôi lưu cầu quốc, bài tạ Minh Dương, sư xin lui bước. Giúp Dương sứ phản lộ bình an. Chào lưu nữ thần đồng, hẹn ngày tái ngộ nghe. Dạ, bao giờ rảnh rỗi mời Dương sứ sang chơi nha. Cảm ơn, xin kêu biệt. Tâu Quân Dương, nước ta đại phước xuất hiện thần đồng Lữ Minh Châu làm rạng rỡ tổ tông, tạo ghi danh cho đất nước, chỉ sứ lưu cầu lễ mặt chấm dứt cảnh đao binh. Thần tiếp muốn tâu cho Quân Dương làm cha mẹ đỡ đầu cho lưu nữ. Hay lắm, ý kiến của hoàng hậu rất hay. Ta chấp nhận đỡ đầu, xem Lưu Minh Châu như con ruột của mình, từ đấy được quyền ra vào triều nổi, lấy ngay 100 lượng vàng để thêm ban. Thần tiếp đổi ơn bệ hạ, đã chịu theo những điều thỉnh nguyện, nhưng còn công lao của Lưu phu nhân. Con ngoan nhờ cha nhờ mẹ, Lưu Minh Châu thông minh đỉnh đạt, đó là công của Lưu phủ, lẽ nào trầm chẳng biết hay sao. Vậy bá quan nghe lệnh của ta truyền, phong Lưu phu nhân quyền nhất phẩm phu nhân. Lưu Minh Châu là công chúa triều đình, từ đây gọi ta bằng hai tiếng phụ dương. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Lưu Minh Châu con. Dạ, con hãy lại chúc phụ dương và hoàng mẫu đi con. Bái kiến phụ dương và hoàng mẫu. Dạ ơn cho con. Dạ, tấu trình phụ dương và hoàng mẫu. Con muốn gì hãy tâu đi, hoàng mẫu với phụ dương sẽ chiều theo ý thích. Dạ tâu phụ dương cùng hoàng mẫu. Ý con muốn hiểu tường triều tranh, dưới bề rộng quan chức ra sao, và bá quan chân võ thế nào, kéo mọi người biếm nhẹ cười chê. Công chúa quá ngây thơ, khác nào mộng mơ, ngu dốt dại khờ, thua người dân quê. Con có quyền đi khắp triều đình. Điều gì chưa biết thì con hỏi lại. Đợi ơn phụ dương. Chào ngài. Dạ, ngài là ai? Làm chức quan gì mà sao lại đứng đây? Dạ, tôi là thái giám ạ. Chuyên hầu cận đức vua và hoàng hậu đó. Đa tạ ngài. Dạ, bấm ngài. Còn ngài thổ chức gì? Dạ, tuy là quan ngự y, hầu cận bệ hạ nữ trào, phòng kỳ long thể bất an. Ồ, vậy là ngài là thầy thuốc phải không? Dạ đúng. Còn người ngoài kia. Ông ơi,
ông là ai? Ông thọ chức gì? Sao lại ông ngồi xa điện ngọc vậy? Dạ, thưa công nương, tôi là người ít học, đối với triều đình chưa lập được kỳ công. 8 năm dài đi dẹp giặc ở biên cương, nay mới được phong thị lang chi chức. Dạ, Lưu Minh Châu xin bái kiến quan thị lang. Dạ, xin kính chào công. Trời ơi, trời ơi, có phải là con của ta? Đáp lễ phu nhân, thềm long con. Dạ, bẩm phu vương, sứ lưu cầu dân ngọc vô khiếu, ân sư đã hoàn thành trọng trách cứu nước hay chưa vậy, thưa phu vương? Chẳng những lưu quân sư tròn phận tôi trung, mà còn được hưởng bổng lộc cả nhà vinh hiển, nhờ người con gái út xuyên thành ý bửu ngọc, nên thanh hoàng sắc công công chúa giữa triều ca. Mừng cho ân sư vinh hiển trọn nhà. Kìa, phu quân, sao phu quân lại lộ nét buồn rưng rưng lệ? Cha, sao cha buồn quá vậy cha? Thềm long con hãy vào trong lo học, cha có chuyện cần bàn với mẹ con. Tuân lĩnh cha. Phu quân, phu nhân, ta buồn vì thấy công chúa thông minh đẹp đẽ, tuổi 15 bằng thềm phụng con ta. Phu nhân ơi, nếu con ta nó còn thì phu quân ơi, mỗi khi nhắc đến con thơ đang lạc loài đất khách bờ giờ. 12 năm qua là cả chuỗi ngày buồn thảm u uế, lễ sầu gian ruột tay tê. Nếu không chiến tranh thì con ta đâu thất lạc, nếu không chiến tranh thì gia đạo yên lành, tang thương số phận trời dành. Nay nước nhà thịnh vượng an vui, nhưng không tìm được con ta. Giàu sang mà chỉ có đứng khôn ngồi, ôi đau xót bồi hồi. Phu nhân ơi, gác sầu vẫn còn hy vọng, vì công chúa sao giống tàn con ta. Phu quân nói thế có nghĩa là sao? Phu nhân, giữa trào khi tấn phong, người mới xin chào văn gió. Nhìn qua công nương kia, dấu xưa trong lòng bàn tay, ghi ấn son nào phai, và thêm sao ngón tường xoắn. Ta vốn sang tâm thân nào ai, 15 năm theo thời gian, nhưng nhan có mong nhân nhìn những câu thầm tình. Tưởng rằng như mơ, phu quân ơi, gặp lại con thơ, sao chẳng đem nó đến đây để cho gia đình xứng hợp, cho thuyền xưa quay về bên cổ, cho thiếp khỏi tư lương u ru đời mong.
vân vân đi quan lặng lẽ thờ. Hay chàng lỗ sợ cho thánh hoàng bắt tội phạm thượng với dương triều và mang lỗi tan thân sư. Trời ơi, xa tuổi thơ mười mấy năm dư, có ai hiểu cho tôi tâm tư buồn theo anh. Thà vĩnh biệt muôn thu còn hơn nhàn năm sầu ấy bắt đắc tội với phu vân tiếp cần tàn mặt con mình. Cha ơi cha, con đã tân thường đầu thương chị hiền nổi trôi, cha làm sao cho đoàn tụ gia đình. Con mong nhớ một thâm tình, nghe mấy lời con thơ tỏ công. Cha xót xa tim ruột bành gan, chân sanh thành ai công chưa chan. Vô cớ sao chẳng cho trung quan, công chúa Lưu Minh Châu lại nữ quan thừa tướng. Không bằng cớ nhìn con sẽ phạm thượng quân hoàng. Chị ơi, muôn đời em chị chẳng trùng quan, dầu có tiếng quan than thâm đau giường ai xe. Trương thêm cũng hỡi con, hãy về bên với mẹ, ấp ủ một thâm tình con trẻ đã lìa xa. U nhân hãy bình tâm nghe ta nói, Lưu Minh Châu được phong là công chúa, sẽ nhàn du khắp chinh phủ các quan. Hàng phu nhân nhất phẩm trang hoàng, bài trà nước cung nghinh tiếp đón. Lúc đó thì nàng hại để tâm nhìn. Trong ký xem bàn tay công chúa. Bàn tay công chúa? Phải. Phu quân, lòng ta nghĩ con thơ là loài báo ngày, ai khiến xui khi tương phùng nói không nên lời. Với do trời ta nén thầm quốc ngàn kim triều lặng thinh, lòng sầu xuyên nhớ mong châu rơi giọt tràn. Ai yêu cho nỗi lòng tự thân mình còn. Ta phải đi trấn an miền biên thùy, thời gian ngắn quay về tương quan. Chàng lại xa đi à? Phải, trên thánh hoàng chỉ dụ ta phải đi ngay. Phu nhân người cách xa rồi cuối chân trời, em nhớ mong anh lệ lòng trao dâng trong chờ anh mãi. Hãy mau về đoàn viên, phu nhân ơi nước lệ trong mong ơi nếu ra biên thì canh tàng nhớ. Trên nẻo đường sương gió đến biên cương, ta thấy vẫn dương người đang cô lè. Hãy cùng con sớm hôm thọ tẻ cho trẻ niềm vui bên tình mẹ nhân từ. Dòng lệ quen đi cũng phải gương từ, xóa bỏ cảnh tan điền thương hại. Tại số phận trời dành cành gái cội sầu con, nhưng hạnh diện mừng nó vinh hiển chốn cung sơn.
dù đau khổ hiếu hôn vẫn bền lòng chặt già. Trơ tuế nguyệt phong sương giữ tròn vàng đã chờ đợi bóng trình nhân từ quan ái quay về. Tiếp trọn tôi từng dằn già ủi sầu đau suốt tay tê vẫn trọn bề. Nhưng sao tiếp linh cảm bảo giống đang trùng tu. Tâm ai thắng nhân từ trời sẽ rú lòng thương. Thiếp chúc chàng vạn sự bình an. Tạm biệt, ta xin tạm biệt phu nhân. Dạ dạ, kính bẩm phu nhân. Có chuyện gì? Có công chúa viếng thăm, mời phu nhân nghênh tiếp. Công chúa đến. Ôi, công chúa đến. Được được, để đó cho ta. Gia nhân hãy vào trong lo trà nước, để ta tiếp nghinh công chúa nha. Dạ, cung nghinh thi lễ, mừng ân mẫu và công chúa giá lâm. Chào phu nhân Quan Thị Lan. Đa tạ phu nhân, chúc hóa trọng lễ. Dạ, dạng tạ công. Dạ dạ, công chúa. Mời ân mẫu và công nương vào tề phủ. Bà vào trước, chúng tôi sẽ theo sau. Đi con. Dạ. Dạ, mời ân mẫu và công nương dùng trà giải khát. Cảm ơn. Uống đi con. Nói chuyện vài câu quá rồi, mau kiếp cứu từ. Vì trời trưa nắng mẹ sợ con cưng của mẹ khó an ngọc thể. Ân mẫu. Dạ, đội ơn mẹ đã lo lắng cho con. Phu nhân. Kìa. Phu nhân, tại sao tại sao bà lại khóc? Dạ, dạ bẩm công nương, tôi khóc đây là gì? Tôi nhớ con tôi. Con của phu nhân à? Vâng. Dạ thưa mẹ, chuyện gì con? Con xin mẹ nán lại đây giây lát, con trò chuyện với phu nhân Quan Thị Lan, xong rồi chúng ta sẽ quay về, được không mẹ? Thôi được được, con cưng của mẹ cái tự nhiên. Mời mẹ ngồi. Công chúa. Bẩm phu nhân, con của bà là gái hay trai? Hiện đang ở nơi đâu? Sao nhắc đến con mà phu nhân lại rơi lệ? Bẩm công nương, tôi sinh trong cạn mảnh đời vô bể. Tôi có hai người con, một gái một trai. Gái lớn tên là Trương Thềm Phụng, đứa trai thứ hai gọi nó là Thềm Lâm. Trong lúc gia đình tôi đang êm ấm thì ngoài biên cương giặc thù binh sơn muôn dân nào. Bao kẻ cam liều hoàng cương chinh chiến thì cõi lang thương trầm. Tôi kinh quang tay bọc con thơ cùng nhiều hai con thoát xa vòng dây. Ta mờ binh đao gái tôi từ ly về chiến trên thân lạc
mười mấy năm qua. Ôi suốt đau chàng hoàng thân tình chia xa. Vừa nghe khiến tâm thân thương người ngắm phải như thoáng mơ tình thầm đã lâu, ngài thấy nhau vui mừng trùng phùng, niềm duyên lâu nhớ ân ngày xưa. Đừng buồn người ơi xót xa, nhớ con hiền thương tôi dãi quay, là con trẻ phương bài chẳng hay, đầy thương máu sao con không. Tâm chia lìa nhau, con vẫn vui bên mẹ lý nào tư tha. Thật hả con? Con vẫn là con của mẹ à? Ta hãy quay về an dưỡng tinh thần, để công nương yên ổn chứ mình tâm rẽ tình nhau phải đầu rơi. Dạ con xin dâng ưng mẫu thứ tha dùm, nay tôi xin chúc phúc công nương. Chào phu nhân lui gót, thôi mà con đi ngay coi bay chào. Con nương lương thương mẹ, mẹ tỉnh lại nha mẹ. Có điều chi khiến cho phu quân lo lắng? Dương đều nghiêm quân pháp vô phương tính toán, nhờ ai số tan bao buồn lo. Biên màn mai thiêu gấp dân nước lũ câu, nếu không giữa kim loan đầu nơi. Dặn nén sâu dấu của mình, vàng toàn vẫn đứng thông. Cho đòi ta ban phán mà thiêu cắm điên mạng, dứt tâm chúc ta điều bình yên. Tốt lắm, tốt lắm. Bà hãy gọi các con dâu ra đây đi bà. Này các con. Dạ. Hãy đến đây cho cha các con dạy việc. Dạ, dạ. Chúng con chúc mừng cha mẹ. Này các con, phụ thân con lãnh dân thánh chỉ thiêu cẩm biên màng để dân tặng lưu cầu, nên cha mẹ muốn các con hãy ra tài muôn mà hành công dung, cho cha con còn phần tuổi trung trẻ vẹn câu tư đức tam tùng. Cha mẹ an tâm thảo ngày tròn đạo, sẽ hai chồng con đền ơn tái tạo. Thiếu cầm biên màng quyết lập công cao,
dễ dàng hạnh diện tiên vào. Nương tỷ nghe em sẽ phượng thơ đào, thiếu cầm biên màng đâu là chuyện dễ. Nè, chú nói gian ca tỏ vẻ xem thường, chẳng phụ giúp nhau, đừng có nên nhiều tiếng nữa nha. Biên màng thiêu xong thì cả nhà vinh hương, cha mẹ yên lòng, người trướng phủ chờ tâm, nếu chuyện đắc thành đẻ được khi thương tâm. Dạ, phụ mẫu nên tin tưởng ở con. Phu nhân, dạ. Ta vào trong. Này các con, dạ. Cha mẹ chúc cho các con thành đạt. Thím út, thấy dạ. Cha mẹ lo tôi đánh liều nhận lãnh, sao chẳng hiểu lòng cùng lên tiếng cản ngăn à? Vì em thấy thiêu cẩm biên màng quả thật khó khăn, nếu không tròn phận, cả nhà liên lụy. Thiếp vốn là người nhỏ nhen ích kỷ, sợ gì cả, được thưởng công to. Không sao đâu, thiếp út chớ lo, nếu được ban thưởng, sẽ chia cho một ít. Các chị đã hiểu lầm em rồi. Em dám đâu mơ đòi chia sớt, xin đừng nghĩ. Tâm trí lo biên màng thiêu giá, không tròn sông. Gia đình ta phải cam đầu rơi, vậy thì em biết ai từng theo, ai mà tìm đến đơn. Nguy cho ta hoàng gia giờ này, trên tỷ nương phân bài tha thiết, ta cùng lo. Em nghĩ gì nên tìm phương cách, nên nhờ ai? Em từng nghe ở Vinh Thị Lan, giờ hiền ông giáng tay cao, hãy nên nhờ bà ấy đến thiêu mây dừng ngay biên màng sông. Hay quá, chú Út thật thông minh không ai sánh, chỉ sẽ sang giúp mời mạng phụ Thị Lan. Nhờ phu nhân thiêu cẩm biên màng, giúp thân phụ rỡ ràng nơi điện giá. Dạ thưa mẹ. À, Thềm Long con, chuyện gì đó con? Dạ, có một bà xưng là dâu của quan thừa tướng, muốn được vào diễn kiến mẫu thân. Vậy à, Thềm Long, con dạ. Hãy vào lo trà nước cho mẹ, để mà mời mạng phụ nhé con. Dạ. Dạ, kính chào phu nhân Quan Thị Lan. Chào phu nhân, mời bà vào dinh phủ. Dạ, mời phu nhân ngồi, mời bà dùng trà giải khát. Dạ. À, mời phu nhân dùng với cho vui. Vâng. À, dạ bẩm phu nhân, bà sang dinh trung có điều chi dạy bảo. Phu nhân, tôi muốn mời phu nhân thương nghị, hãy giúp giùm nào giam quân. Phụ thân tôi dâng lệnh thánh hoàng, phán quyền các con dâu thiêu cẩm biên màng nơi phúc sơn, để dân tặng lưu cầu ban gì đôi bên giao hảo tương đàn. Chúng tôi dung hành lỡ làng nên mới sang cầu phu nhân. Dạ, đây là lần đầu chấn thật cầu thân, nhờ phu nhân thiêu giúp biên màng, chúng quân thân phụ vẹn toàn, ân hậu muôn đời tâm duy. Chuyện chúc mít có chi, phụ nhân chớ vội bận lòng, tôi cùng phụ tướng chung đồng đáp ân và ơn sư. Nhưng cho tôi tỏ nguồn cơn, nếu như phận sự công thành
bạc vàng chớ tặng dành mà giúp tôi thỏa ý, cho tôi gặp minh trào công chúa. Tiếng vang đồn tuổi trẻ tài cao, đó là lòng ước ao theo cắm biên màng đôi trao. Tưởng việc chi chứ gặp công chúa có khó gì, nàng đang ở phủ dinh thỉnh thoảng mới vào cung nội. Hay quá, nếu thế thì mời bà về dinh trước, tôi dặn dò Long Nhi rồi sẽ sang ngay. Dạ dạ, đa tạ phu nhân. Từ kiếu tôi về dinh thất. Có dịp mẹ gặp Trương Thềm Phụng, con hãy lo học hành, mẹ sang lưu phủ dài hơn nha. Mẹ ơi, mẹ. Coi kìa Long Nhi. Mẹ hãy cho con kế cận mẫu thân, sao con linh cảm có điều tai biến. Long Nhi. Dạ. Không có sao đâu, con đừng có lo sợ mà. Mẹ. Long Nhi con. Dạ. Kể, mong ước sao tương cùng thỏa lòng nhau. Nhưng lỡ phố quy nghiêm đau thương, lòng con xốn xang khôn lường. Lòng nào an vì thương nhớ con gái, nên viết thiêu biên mang dặn tâm cho mẫu thân vuông tròn dài hôm để tương quan thâm tình gia đình. Mẹ ơi, con chờ chỉ như cá kia nằm ao câu đợi nước, muốn tương phùng trong một xóm một trưa thì chuyến đò Vĩnh Sang đã đưa chị con vào cung thẳm bên sông xưa. Mẹ và con té lành mong chờ. Không lẽ muôn thu đành cách biệt xa mờ, nỗi thương chị phần lo cho từ mâu. Chỉ mười mấy tuổi đầu con phải nặng lòng than, cha con ở tận biên quan nào đâu rõ thâu gia trang dương sầu. Mẹ cho con trẻ theo hầu, thiếu ân giữ vẹn tròn câu thâm tình. Thềm Long. Dạ. Không được đâu con à. Mẹ. Con nên ở nơi dinh phủ, cha con sốt về không nên để cha trông chờ. Đừng lo, từ thương không hiếm nguy đâu, biên màng thiêu sông thấy con vui lòng thì là mẹ sẽ quay chân về ngay. Mẹ quyết định gặp Trương Thềm Phụng trong lớp bao lưu gia công chúa minh chào. Trời thương con mẹ gặp nhau, nói lời hồi ngộ tương giao thâm tình. Mẹ cha cổ cục sân đình, từ lâu ly cách tâu trình nhìn con. Long Nhi. Dạ. Con hãy an tâm để mẹ sang qua dinh phủ nha. Chúc từ mẫu giang sư bình an. Thôi được rồi, mẹ đi nha con. Thank you.
cấm biên mờ nguyện giải giang đất trời chùa mẫu thần tượng phùng chàng chàng ơi đồng quang nắng mưa dầm chàng chinh chiến biên thủy như hoang sáng hòa đời tinh hương mắt hàng xa rồi từ lòng nhớ con thương chồng buồn dân chứa chàng tâm hồn chào Trương Mạn Phủ. Dạ, kính lễ phu nhân. Tôi là dâu út của gia đình Lưu Thừa Tướng. Đường kia mới chỉ như sòng bay phượng múa. Thật quá là tài sắc gồm hai. Tôi chẳng quản công thức suốt những đêm dài, chi sông áo, chỉ chờ gặp Minh Trào công chúa. Trong lúc phu nhân thiêu kết, xin cho phép tôi chuyển trò để nhanh chóng thời gian. Nhưng tôi mạn phép hỏi đôi lời, nếu sơ thất phiền phu nhân dạy lại. Dạ không dám, xin bà cứ hỏi. Tôi muốn biết vì sao phu nhân tha thiết muốn gặp Minh Trào công chúa. Dạ, đó là tại vì tôi có một đứa con bị thất lạc, trạc tuổi như người. Tàn thương lỡ khóc lỡ cười, ôi chua suốt cuộc đời. 12 năm trời xa con, dấu tích ở bàn tay lẫn bước son, khiến cho lòng từ mâu héo hòn. Sao ngón tay không được vuông tròn, con ở mịt mờ núi non. Nghe qua tình cảnh của phu nhân, tôi xúc động muôn phần, hiểu xong sẽ ân cần cho bà tận tình Minh Châu. Ân nghĩa quá thâm sâu, tôi xin đi đậm muôn đời, tôi phải tạ đã giúp dùm lưu gia. Dạ, cấm biên màng, tôi đã thiêu xong rồi nè. Đẹp, đẹp quá. Dạ, mời phu nhân theo tôi vào gặp chị cả để gửi biên màng, rồi tôi sẽ đưa bà gặp ngay công chúa. Dân dân, đội ơn phu nhân. Vào đây các em. Chuyện gì? Chuyện gì vậy nương tỷ? Các em, ta vừa phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì chứ? Công chúa Minh Trào là con gái của quan Thị Lan ở trong triều đình. Sao lại thế kia? Em chưa hiểu rõ. Các em có nhớ 12 năm về trước, có một người vào Lưu Phủ để bán một đứa bé gái cho mẹ cha. Đứa bé ấy có 6 ngón tay và 1 vết son bên lòng bàn tay phải. Đứa bé gái ấy được mang dòng họ Lưu. Cha mẹ rất cưng chiều, xem như ngọc như vàng. Thân phận bao giờ được vào hàng dòng tộc, hống hách quý quyền, chẳng nể nang ai. Thế mà lại là con của quan Thị Lan triều nội, xa mã gấp nhung nó quên nguồn cội. Tôi nổi lạc loài từ thuở lên ba. Nguyên do gì sao chị tường trong đục, con Lưu Minh Châu cùng Thị Lan là khuất nhục.
chị hãy cẩn ngôn kẻo đành nguy khốn. Công chúa Minh Chào sẽ chẳng tha ta. Khi mời phu nhân thị lang theo cầm biên màn, tình cờ nghe bà than thở nhớ con, quyết chẳng nhận công chỉ nhờ giúp một điều cho bà tận tường công chúa Minh Châu. Bà ta bảo rằng có một đứa con gái thất lạc 12 năm chẳng, cũng sáu ngón tay, cũng bước son hồng. Đây là dịp mai ta trả những ghi lòng, còn người Minh Châu dám xem thường chỉ cả. Các em, dạ, nếu để bà ta yên lành về Vĩnh Phủ thì công thiêu cẩm biên màn ta sẽ thả cuối sông. Tiếng đồn gian dâu lô phủ kém nữ công đã mất hết bạc vàng còn mang tiếng thị phi. Mà điều quan trọng là nếu để mẹ con nó nhìn nhau thì nhà họ Trương sẽ vinh hiển rỡ ràng. Cha mẹ ta căm lỡ làm khóc hạnh, nên ta cần tiên hạ thủ di cường. Ý chị thế nào? Phải thủ tiêu Ngọc Thị. Trời ơi, ghê gớm quá. Im ngay. Hai em hãy nghe lời chị. Cần lặng tiếng im hơi, bác vàng sẽ chia ba. Nếu thốt ra cho ai biết thì mạng chúng bay sẽ như bà đó, nghe dạ, chưa? Chúng bay tuân lệnh gì? Tốt lắm, hãy đến đây. Dạ. Kính chào tỷ nương. À, tím Út. Chào phu nhân. Bẩm tỷ nương, phu nhân đã thiêu xong cẩm biên màn. Đưa ta xem. Dạ. Đẹp. Tuyệt. Đẹp tuyệt. Sắc sảo từng đường kim mũi chỉ. Phu nhân quan thị lang công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Dạ, tôi đã thiêu xong cẩm biên màn, mong bà hãy giúp tôi những lời bà đã hứa. Phu nhân, phu nhân hãy yên tâm, xuất ngôn như phá thập. Mời phu nhân thượng tọa cẩm đôn. Các em, dạ, hãy đem rượu quý chị mời phu nhân đồng ẩm đây nha. Dạ. Kìa tỷ nương. Phu nhân vừa giúp ta thiêu cắm biên màn xong, mong sao thấy công nương thôi tu bồi chi phiền thêm. Cầm mồm ngay, ta quý yêu phu nhân, người nhân đức như thâm tình cố tri, vui vẻ nhau dài lưu. Sao cô nhìn ngó chi, thôi hãy lui vào đi. Phu nhân muốn vui chung này, tôi có công nương liền à. Tôi không biết luôn. Không hề sai, khi uống xong tôi đưa nhìn công chúa nương ly vì nế ai. Giúp tôi ngày này. Uống đi phu nhân. Tôi uống một chân thôi nha. Được, không sai đâu. Dạ. Uống xong tôi sẽ đưa bà vào nhìn công chúa. Dạ. Uống đi phu nhân. Uống đi phu nhân. Đây nè, đó. Một chân này nữa nè. Uống đi. Một chân thôi mà. Mà uống đi phu nhân. Đây nè, đó. Tiếng nữa mà chút thôi. Phu nhân mà tôi chán ghét cả mặt mày. Phu nhân à, xin đưa tôi đi ngay rồi còn về Vĩnh Phủ. Dạ. Mời bà hãy theo chúng tôi. Tỷ nương. Biết.
nhân. Phu nhân, bà đi theo tôi nè. Yên tâm đi, đừng có lo. Theo tôi nè. Gần tới rồi, gần tới rồi. Theo tôi nè, đó. Đây, 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 đây. Nhìn bốn bên sao toàn lá hoa, thắm cũng đâu chẳng mong tìm ra, biết công nương Minh Châu nơi nào, ôi nghẹn ngào xót xa. Này hãy nghe bao lời nói ra, thấy công nương giấc mơ mà thôi. Xin hãy cho tôi Vĩnh Trung quay về. Này là Vĩnh Trung đang đón mì chết. Mời ngay vào. Dạ. Dạ, tiểu đệ kính bái ân sư và ân mẫu. Quan Thị Lan hãy đứng lên. Dạ, con lại ông bà. Quan Thị Lan. Dạ. Có chuyện gì mà vẻ mặt kém vui, sang Vĩnh Trung còn dẫn theo cháu bé? Dạ, tiện nội được mời sang Lưu Phủ giúp ân sư thiêu cẩm biên màn. Do cớ nào không trở lại gia trang nên tiểu đệ cùng con thơ sang rước. Kìa, Thị Lan, ngài nói gì lạ thế? Tôi nào có mời phu nhân sang Lưu Phủ bao giờ.
mới nghe qua quả thật bất ngờ. Việc tiêu cẩm biên màng là do dâu tới hoàng tất mà. Thềm Long con, dạ, hãy phân bài cho ông bà được rõ. Dạ thưa ông bà, có một bà bên Lưu Phú sang tận chốn Vinh Tiền, tỏ ra là thân thiết như quen đã lâu rồi, mời thân mẫu của con tiêu giúp tâm cẩm biên cho thừa tướng họ Lưu. Mẹ con vì ân hậu nên nhận liền không ngày, lời thật kẻ bài ngài quyết chẳng dám nói sai. Phu nhân có nghe rõ chú trẻ mới tỏ bài, dịp thiêu thùa mai chớ bà phán xếp trong ngoài, chuyện này đúng hay sai bà nói rõ ra ngay, ta nghe thấy chối tai. Chú của mình đã nhận tiêu cẩm biên tròn phận, tiếp sẽ triệu ra đây phủ tướng hỏi đầu đuôi. Gia nhân, yeah, mời các vị phu nhân ra nội thất nha nha. Dạ, dạ chú con kính mừng cha mẹ. Tất cả nghe tao hỏi, cẩm biên màng ai thiêu kết và ai sang chinh trương thị lan mời thỉnh phu nhân? Dạ, cẩm biên màng do chúng con thiêu kết, còn sang dinh trương gia không phải chúng con. Dạ thưa. Nè, chị đã thưa rồi, em đừng có lắm chuyện. Đó, quan thị lan, ngài có nghe các con dâu tôi tình bỗng hay chưa? Thềm Long con. Dạ. Con hãy đến nhìn xem ai là người sang mời mẹ con thêu cẩm biên màng. Cha ơi, phu nhân này nè cha, đã tới mời mẹ con đến nơi Lưu Phủ đó cha. Đứa trẻ kia, chứ nhìn lầm tưởng lộn, phần dâu con quê môn bất xuất, thì làm sao ta biết dinh phủ của thị lan? Bà ơi, con lại bà, hãy xót thương, con chỉ dùng mẹ, trẻ thương nhớ dân. Đầy con đau khổ nơi này, ông sư hãy nhìn xem cả gia đình tan thương bao đêm ngày tư lương, tội tình chi mà dương cảnh đoạn trường. Chắc chắn rõ ràng tiếng nổi sang đây quý chẳng quay về khi vắng hiền thế. Thôi đi Trương Bình Lương chớ to gan nói lời ngược ngang, đã thọ thẩm quan phải giữ lấy trang hoàng. Ta đương kim minh đào thừa tướng, chẳng lẽ để dâu mình bài chuyện ác gian. Thật là lấy ân làm quán phải mang, nào có hận thù gì mà giấu vợ của thị lan. Dẹo tai tiếng nãi thần, ông khó đẳng an. Cúi lại ân sư ân mẫu thứ lỗi lầm, tiểu đệ phải vào trào nhờ kim thượng sư phân. Quan thị lan quân bản nghĩa, chức nghĩa thâm mừng quyết đến minh vương, tâu đức vua triều đình sự phân. Cha con ta vào nơi chốn điện vàng à, Trương Thị Lan độc cáo vợ chồng Lưu Thừa Tướng, giấu vợ mình nơi Lưu Phủ, chuyện ngày gian mau trình tâu giữa đơn kỳ. Giả tâu bệ hạ, vượng a thần dân chỉ thiên à gian, cho các châu già phiêu tâm cầm điên. Mọi chuyện đã tròn xong, bỗng quan thị lan sang qua dinh nội, bảo rằng châu thần mời mãn thủ giúp phiêu. Đối chất rõ ràng đâu cả chẳng quyền, thị lan vội vàng vào thần tiên lon, tàu cáo hạ thần tàn ẩn phu nhân. Tàu trên thánh minh hiểu cho lòng dạ, đối với Lưu gia cao cả ân vàng. Vì
chia biệt đôi đã trấn nhậm biên quan. Ngài về dinh trang hiền thê vắng vàng, con trẻ có bài mang phụ lưu gia, nhờ tiếng nổi đến dinh giúp theo cầm biên màng. Thần đưa con thở sang đối diện, bà ấy ngơ tâm tỏ giả vô tình. Mất vợ lo âu thần vào đến triều đình, lòng này quá bất bình nhờ kim thượng anh minh. Nghe qua lời của thị lang, cùng thừa tướng tỏ bài đúng sai không tường được. Núi tôi xin với ngài ý đẹp, thì chuyện phân xứ sẽ công bình. Làm cam đoan nơi chốn cung đình, thừa tướng phải bằng lòng cho kẻ quan chi xét dình. Hay lắm, Trương Thị Lan và Lưu Thừa Tướng. Dạ. Cả hai khanh lẽ phải cũng như nhau, muốn trăng đen giữa chốc kim trào. Thừa tướng hãy để cho Thị Lan vào dinh tìm xét, nhưng Trương Thị Lan phải làm cam đoan trạng. Sau khi xét dinh, nếu có phu nhân, thừa tướng phải chịu tội. Còn như phu nhân chẳng có ở lưu dinh, Thị Lan phải triều đình bỏ tội. Tấu bệ hạ, giữa điện rồng tuân lệnh hoàng gia, lại ân sư dung hòa tha thứ. Ân mẫu ơi nặng gánh nâng tình, tiểu đệ phải quên mình tuyên cao. Quen Thị Lan, tại nơi người đông nại chẳng điện sự tình nghĩa, có còn chi khi vào nơi điện tránh. Bất nghĩa vô nhân còn giả bộ hiền lành, ông hãy thi hành cam đoan quả quyết. Túc vệ quân văn phòng tư bộ. Hải khanh hãy nghĩ suy, vì hạ bút tay đầy. Ôi cao ngán ê chề, nhân nghĩa đã mờ phai. Nếu như muốn rõ ràng ai đúng ai sai, thì phải cam đoan giữa chốn điện vàng. Chúng thần bằng lòng ký trạng cam đoan. Vệ quân truyền thẩm sai đưa quân sang Lưu phủ, cùng trưởng gia tra xét dinh trung. Nguyện có không tâu thật với cửu trùng, trẫm sẽ chiêu quân pháp thi hành án trảm. Vạn tuế thiên gia. Thank you.
cầu. Làm sao nó lòng cho thức thần, cần cây có trái to, mong mơ trời xót má thương. Con kêu to mẹ hiền ơi nơi đâu, tiên thú kêu vang thêm sầu đau. Đành rồi cha yêu ơi, thăm ước mi thay lời, chắc muôn thu tàn đời cha. Bình lương ơi nói không nghe lời vẫn cần, vào tim luôn phải cam dương điều vô thần. Lời ta khuyên báo ai đôi điều ân cần, làm sao cứu người thoát nguy ngày này. Ân sư hạ quan nào dám trách ai, mà chỉ biết cắn răng ăn bài theo định số. Chỉ thương trẻ thơ đầu xanh cam khổ, phải mất mẹ xa cha tuôn lệ đổ chàng qua. Chỉ trong giây phút thôi sẽ cách biệt quan hà, ân sư hỡi xin thứ ta lầm lỗi, cho để gửi con khờ vô tội chịu mồ côi. Không kể cần mãi cha già con biết chẳng về đâu, dù sống chết nổi trôi tròn tình câu cụ từ. Giữ nghiêm luật cam đoan phép vua nào tha thứ, cha phải chịu đầu rơi, con không thể theo cùng. Thân trẻ sống lạnh lùng thà chết còn hơn, ông quan hỡi ông quan làm ơn cho con chết. Cha thọ tội mẹ biệt tâm, đời con đã hết, không kế cần cha và con liễu kết mạng nơi đây. Thêm lòng cung nhà. Thôi, như thế mọi chuyện đã rõ ràng, không có mạng phụ ở Lương gia. Quan Thị Lan, ngài hãy theo tôi về chốn triều đình, không tha giết là do hoàng thượng.
tiểu đệ ân sư. Dạ. Hồn Long Cung. Hồng Tẩu ơi, Hồng Tẩu. Dạ, bái kiến công nương. Hồng Tẩu hãy đứng lên. Dạ, chuyện gì vậy công nương? Hồng Tẩu, em đến cung trường viếng thăm Dương Hoàng, nghe tin lòng xôn xao, bình lương thì lang phải dương tai nạn. Tờ cam đoan đã rõ ràng vàng cao người thắng ngài à, hoàng gia truyền ban đêm pháp tùy à, biểu à, đầu cha. Đừng quá buồn thảm, tôi vẫn
chúng ta tìm theo hướng này nơi cấm thành quần hơn bốn giờ. Nói sao bây giờ ai là người sanh dương tù? Công chúa, hãy theo tôi, nhanh lên, nhanh lên. Làm gì
thừa tướng quan triều ca. Phải xa gia đình trẻ thơ đầu tường trì, là phu nhân của Trương Bình Lương, nơi cấm di quan tình sâu, mang cấm biên người thiếu công nhìn con, lòng cứ muốn công người ngài đành nhân tâm, dầu cả số tử thần cố khô khát đâu ăn trái cấm, nên phải không ra lời làm sao tin, biết sao phân bài lòng quan khiên ta như thơ dò, nhìn công nương sâu buồn. Tâu kim thượng, nếu quả thật là người ngay thẳng, hãy mau quỳ khấn nguyện hoàng thiên Ngọc Lưu Ly hòa nước giữa điển tiền, cầu mai cứu người hiền khỏi nạn. Hay lắm, nội giám quan, hãy vào vạn thọ cung mang Ngọc Lưu Ly dâng đến chậm. Hoàng thiên vì sang hòa minh bang, hoa ngọc quy nước trong cứu an hiền nội trường bình ngày nay. Đức Dương Hoàng rưới vàng minh bang, xin cho người qua cố lại trời hãy thương con. Mong chờ mẹ khỏi tay, mẫu thân dùng ngay nơi này, trời cao xin cứu phu nhân khỏi đau châu thân. Mẹ, mẹ hãy uống đi mẹ, uống đi mẹ. Mẹ của con, mẹ, con.
con của mẹ, mẹ đi bụng con của mẹ. Cô Dương mẫu hậu ơi, mẹ con đã nói được rồi, mẹ con đã nói được rồi, cô Dương mẫu hậu ơi. Dạ dạ, phụ phục trước điện rồng, trước kim thượng và hoàng nương muôn muôn tuổi. Phụ nhân hãy đứng lên, mau tỏ tường quản khúc, trẫm sẽ xử phân cho vừa giả trung thần. Dạ muôn tâu, nỗi khổ cho đoạn trường đời mình khi quê nhà vì bình đau ná tan. Xa vắng con đến kinh kỳ, mười mấy năm đầu thường nhờ trời xuôi trùng quan ở Minh Vương, nhưng nào dám phân người mời sang để thiêu biên mạng, mong thấy cô tội lòng. Nhưng ngờ đâu kia ta tặng hiếm số hơi thương, để cho phu quân tham nghi nhờ thanh quân hồng ân thương tình. Tâu phụ hoàng làm sao giải qua, mẹ sầu cha cũ triền miên, trái thư ly phiền như máu lòng bình. Lưu Minh Châu, con đã cứu Minh Quốc khỏi cơn khói lửa, thì có lý nào ta để trẻ thảm buồn sao? Thiết Ngữ Quân dạ! Đòi toàn gia Lưu Thừa Tướng đến kim trào. Dạ, toàn gia Lưu phủ chúc thanh thưởng và hoàng nương giảng thọ. Lưu Thừa Tướng, chuyện vừa qua Trương Thị Lan thọ tội, trẫm đau lòng khi trung chân chịu hàm quan. Dấu cả của thanh giám lý lộng với hoàng, thế mà bật làm cha mẹ là vô tình tàn ẩn. Tâu bệ hạ, việc ta xét cô cầm sai đôi binh, chẳng tìm ra mãn phủ ở Lưu gia. Làm cam đoan là do thiên tử phán ra, chúng thần nào dám điêu ngoa gian xảo. Đây đã có nhân chứng dân là Dâu Thảo, không sẽ tổng tường thảm cảnh của Trương gia. Nhân chứng, nhân chứng là hồng nương dâu của ta. Chuyện đây là hãy cho cha được rõ. Cha mẹ ơi, đây là bản phủ của Trương gia lâm tay nàng, đã sao dân ta đưa cầm biên mà chỉ ta của con mời lên võ đài, bà công nhận bà già chỉ cô gặp minh dân, chỉ đã lộ nhân lại sâu cướp đoạt trong người xô xô căn viên. Ăn chay tâm qua tâm lên không nhận người chồng, chỉ lan đau lòng họ an quan. Trời ơi, đại quả của Lưu gia giữa điện ngọc đỏ hoa, kẻ gian tà sâu độc. Con đời ta chữ tung là nguồn gốc, mà nay phải nuốt đắng cay sầu hận khóc muôn đời. Thấu thẹn khiến lũng gia nước đi mắt thay lần, thần có tội tương lai không tìm hiểu để hoàn thành tay đứng kẻ tung năng. Sanh tử bất sanh tâm, sanh như sanh giấc, là phần hồng nhân sao bảo tàng gian ác đời đất sẽ không than.
điện các bài đông tiếng mà đồng. Dâu cả ơi, tại sao đi hải người vô tội, nói rõ gia đình chẳng nghe rối cho hoàng gia. Nếu không ngờ hồng muốn thật giả đất thà, thương thương mà phủ xa xa đi ác tội lỗi trẻ làm cho xứng phi đầu thỏ. Chỉ mong trên thánh hoàng lương thứ cho giá thủ và mẫu thân hai chính hơn lòng. Vì vàng bạc gắm nhân đưa thị tới thân dân, nay hối hận tôi đã đành sổ phân lại sống cho thứ kẻ tình. Chỉ cầu mong hồng nương nghĩ thức tình thâm lo sáng sớt mẹ cho lỗi lầm xưa xé bờ. Em sao lại tư thân chỉ những lời vừa nói đó thì người đâu yên tâm cho tội chứ cũng định. Mạng tử ơi, tôi hiểu tội của mình cầu lưỡng cả thứ tha hồn nhưng còn siêu thoát. Không cho hỏi cùng má hồng phân bạc, một lại nhận sai lầm dầu thật dân dân. Đã rõ ràng, đèn trăng phân minh, luật nước chẳng thương tình, đứa dữ, giữa điện chân nghiêm minh phân xử. Đức Điện Quân đem kẻ gian tam pháp trọng chi. Cầu vương vang dừng yêu tha phu nhân an toàn. Tôi trời thương không dương đắng cay ở đi quán sâu mà chi. Phu nhân lơ lòng xin nghi tình công cán hư gia, đã bao năm nâng đỡ gian sang lòng chung đang dưới tròn, ai nỡ đoan tâm về mau mau. Chẳng xin tâm vương vương nghĩ lại cầu không dư cha nghĩ cho bố thương tha mau tức ai lòng quá ngang trang trời tan chiến rồi. Quy không tha thường vô tâm quân ý lệnh. Dạ quân, tội thiên quân vẫn biết tội mạng phụ không thể nào tha được, xin hãy nghĩ lòng trung sao trước của Lưu gia, tạm thư tha tội chết giữa triều ca. Nhưng ác lai ác báo đó là nhân quả an bài. Mạng phụ sâu trinh phu nhân tại Cấm Viên, thì ngày nay bà hãy rớt xuống đó cho tròn nhân quả. Trời ơi, chết tôi rồi. Đại nương, đại nương, lời hoàng hậu vinh hoa chi ly, ta cũng tập hoạt to hoạt lây. Đức Điện Quân đi lên. Nói con xin cam lỗi cho từ đầu. Con đừng tìm trong xa tâm, trẻ vô nhân dạy câu ân tình. Chia ly muôn thương gia đình,
mong nhớ cảnh phần con trẻ. Từ nay thôi cách Mương tấu kiếm thường này phải thâu dương hoàng cao lắm quan thiên hai con thơ tội tình không tha món sai lầm nên lãng mạn xin đó tôi cam đành nghĩ đâu xem thường chưa người ân tái tiếng nhang hơi cắm dày muôn đời nào thương thương lại máu quên người lần mơn xót chưa tâm thần thì đâu có báo tiền gian trang ta hiểu tường vũ gia hơi thân nam bình tất cả hãy nghe đây. Trương Bình Lương bị lưu đày nơi quan đạo, bỏ quan tình ảo não kẻ hiền ngay. Trẫm và hoàng hậu sẽ thân hành giúp dẫm đường dài, mời trung chánh lâm ngay phục chức. Tất cả lên đường theo trẫm. Lữ Minh Châu công chúa sẽ gặp cha. Dạ, cũng đổi hướng phủ hoàng và mẫu hậu. Quan thiên, quan
sẽ lòng dương rối như gió tàn. Cao xanh hơi vang chim bao trùm, tha thứ cho hoa nhân à. Dù tâm bao thứ cho cung thần bao cũng ở đây. Qua xuyên sao nói không nên lời, nguồn lòng tán hơi mình phân chim chào nào lối chi mới tăng duyên kiếp tu không tròn mà giờ này lìa trao đình đành cam đắng cay đây trần gian phải không hiền thôi mình từng từng bao năm đưa xa biết cảm thương từng số người kia cũng chớ ban trong thừa chàng chàng ơi chàng ơi thiết rơi lệ trào. Thèm phụng con, thèm lòng em, hiền tỷ mẹ, thèm lòng con, phu nhân. Dòng thời gian bước trôi thâm tình, trẻ hôm qua ai mừng tình phụng. Nhìn đời trắng suốt xa ngày qua, thì giờ đây nghiêng sinh bên đời. Hỏi thương già thử tha tội tình, do vô con người mới ai yên. Đường ngàn xa ai cảm tìm ai, thì gian sinh người non thương tình. Ông sư đầy đỉnh ân ngàn xưa, ông máu nào ác gian tà tâm. Đồng cùng lo cho nước non ngàn năm, đời bình luôn mừng như thường đàn. Ôi vui mừng có ngàn đời rơi,